Hello mấy chú nha, bữa nay là có một cái này. Cái này chú này nha, chú Hiếu mua một con máy Estin 026. Chú nói là test cho chú, thì cũng test thôi. Test như mọi khi nha. Chú muốn nghiêng dọc, nghiêng ngang gì cũng test đủ mọi kiểu cho chú nha. Chừng nào chú ưng thì chú ok thì chú kèo con vô thùng nha. Đó, chú kêu hả? Nghiêng qua nghiêng lại cho chú đó đàng hoàng nha. Đó, nghiêng rồi. Đó. Chung là test hết rồi, ok hết rồi thì chú đồng ý chú cọc qua. Thì con sẽ có một video đóng thùng. Máy nào cũng vậy, máy giá trị mà nó cao cao một chút là con sẽ quay video đóng thùng. Tới cái máy mấy trăm con cũng sẽ quay nữa, tại vì thói quen rồi, với lại bắt thường thì thường cho nó dễ mấy chú ơi. Con máy đắt tiền này con sẽ quay số series đó, dưới đích là ba con sẽ ký một cái chữ ký ở dưới. Đóng thùng là sẽ đóng thùng có ngày giờ tháng năm nha. Rồi đóng cho ai rồi cuối video là con sẽ ghi cái mã định danh trên cái thùng luôn để cho bưu điện nó bốc đi nha. Rồi xong rồi qua 2 ngày sau hay gì đây. Hôm qua đây, hôm nay nè, đó. Là bắt đầu có triệu chứng nha. Shipper này là số của shipper. Con điện tầm mấy chục cú rồi không được điện để giao cho khách á. Thì khách tại khách hối quá, khách kêu là nghỉ được có buổi sáng buổi chiều gì. Thì điện cho shipper là mấy chục cuộc không được nha. Nghe nhưng mà cứ nghe được một khúc là tắt máy ngang. Tắt máy ngang là con thấy có biến rồi. Là chú này bắt đầu là điện lại để đòi cọc nha. Nói chung là con nói là để xử lý với shipper này đi rồi có gì cũng trả cọc cho. Thì chú nó cũng ừ qua ừ lại xong rồi lại 5-10 phút sau lại điện đòi cọc. Đó. Là bắt đầu có triệu chứng rồi. Rồi ngày hôm nay là shipper nè. Vẫn là shipper đó nhưng lại xài số của công ty nha. Ủa giờ điện khách khách nói sao? Điện không được chứ mà ghé ngày thì giờ ông nói là ông mua máy mới gì rồi. 35.000. Ba điện cho ông không có trả lời sao? Dạ. Điện ổng là ổng không có máy à. Dạ đúng rồi. Mà ngày qua tới ngày giao sao ngày qua bên đó không giao cho anh vậy? Hôm qua lại giao ổng không có nhà. Đó. Đáng lẽ mà thường thường shipper là giao không có nhà là sẽ điện cho con đầu tiên, bởi vì sẽ báo lại với shop mà đúng không, báo tình trạng khách không có nhà rồi anh liên hệ giúp em đồ. Nhưng mà lần này lại shipper lại điện không nghe máy, lại hôm nay lại điện lại là nói là hôm qua có đi giao nhưng khách không có nhà, không có nhà tại sao lại không điện lên trạng thái trên app nha. Nói chung là con làm khá là kỹ nên là con máy này không bao giờ mất được. Mất là shipper này sẽ chịu trách nhiệm nha. Bởi vì con có quay video đóng thùng. Lúc mấy giờ giá trị đơn hàng bao nhiêu con có ghi hết nha. Ba triệu này cũng chứ đừng có nói 3 triệu thôi là đã đi 12 18 tháng rồi chứ đừng nói là 6 triệu. Này là mấy chú buôn bán thì mấy chú kỹ càng một chút nha. Bán con nào rồi quay video đóng thùng con đấy nha, số series đồ đầy đủ nha. Con bị một lần rồi nên là mấy con máy mà nó đắt tiền tí là con sẽ quay cực kỳ kỹ luôn, từ đầu tới đuôi luôn nha. Đó. Nói chung là máy đẹp mà đắt tiền con sẽ quay kỹ hơn, còn máy 500 con cũng quay nữa. Đó. Máy 500 thì con không sợ ai đổi nhưng mà sợ nó ví dụ mà nó lạc hàng á là vẫn shipper bưu điện vẫn phải thường nha. Như đợt trước là có vụ shipper đổi 2 cục đá vô con máy có 2-3 triệu đó, nên là mấy cái đó con coi rồi con sợ lắm nên con làm rất là kỹ nhưng mà vẫn bị dính nha. Nói chung vẫn bị dính cái kèo này thì hơi khoai nha. Nếu như mà con máy hoàn về đây hoàn hảo ok như lúc đầu là con quay video đây thì con sẽ bán trừ cái số cọc này ra, con sẽ bán cho mấy chú là tiền đã đặt cọc rồi nha. Ví dụ chú đặt cọc 500 một triệu thì con sẽ trừ ra 500 một triệu đó nha. Còn nếu như mà
con máy 6 triệu á, thì trừ ra 500 còn 5 triệu rưỡi, ví dụ vậy. Thì con sẽ bán rẻ cho mấy chú đó, là bỏ cọc bên này qua luôn, chơi đẹp với mấy chú luôn. Còn mất con máy đó là con sẽ chi tố luôn nha. Con sẽ liên hệ bưu bưu cục bên đây, tại vì con làm cũng khá là lâu với bưu cục này. Thì thao bót này con lên biết bao nhiêu đơn rồi. Chung là đã buôn bán là nếu như mất con máy này là mặt mũi chú này luôn nha. Con sẽ show hết lên đây cho mấy chú buôn bán rồi mấy chú đỡ bị gạt nha. Chú tên là Hiếu nha. Có hình ảnh con gái đồ của chú luôn nè. Ok nha. Nếu như mà mất thiệt là mặt mũi của chú là sẽ con sẽ đưa lên nha. Ok.